bạn đến thành phố An Giang. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu một làng nghề ở An Giang của mình nữa nha quý vị. Đây là một cái tiệm gỗ. Đây là một cái tiệm làm chuyên gia công gỗ, chuyên gia công nghệ đất và đồ mỹ nghệ các bạn nha quý vị. Và An Giang là địa chỉ là Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang. Vô đây là cái tiệm và những cái khúc gỗ này là bạn nam mình sẽ được ra những khúc gỗ đồ sau đây là công đoạn anh Nam mình sẽ dùng cái khúc gỗ này là gỗ cộng nha quý vị và các bạn. Anh sẽ làm ra một cái bình. Đây. Khi mà làm ra được một cái bình như vậy là qua nhiều công đoạn lắm, rất là khó nha quý vị. Hiện giờ là mình đi vô tới xưởng điện của anh luôn và làm rất nhiều. Trước khi ấy anh phải lấy đi một tròn, anh biết cỡ của cái bình là nó là bao lớn, cái khúc gỗ bao lớn nhưng mà lấy được một tròn chỉ có bao lớn thôi. Cái gì không còn nữa quý vị và các bạn, đây là cái nghề mộc của quê mình đó, nghề mộc của mình đó. Trong cái xưởng này anh Nam đã làm, anh Nam và cha anh làm có hơn chục năm rồi quý vị và các bạn, rất là thành thạo cái này. Đây là cái vàng dùng để đựng tiền. Cúc này bự quá à. Kéo qua mở mất xếp mới được làm gỗ quá không gồ quý vị ơi. Hôm nay có việc là phải dùng đó làm mới được cái gỗ này hơi lớn rồi quý vị. Quê mình nó đã có từ lâu rồi, rất lâu nha quý vị. Đây là chỉ là một cái xưởng mộc là để tiện được thôi chứ chưa có điêu khắc. À, nhưng mà ảnh điêu khắc luôn rồi vẫn được. Rồi, phải tính ngay đầu cho nó đúng tư tiên nha quý vị. Căng hai bên phải cho nó đúng tim hết. Mỗi lần mà lên mỗi khúc gỗ này là rất cực nha quý vị. Khúc gỗ này có thể 100 kg không nào? Mày cỡ đó cỡ 100 kg nè quý vị.
trăm ký mình tiện là mình lấy vỏ lắm 40-50 ký là còn bỏ hết phân nữa rồi. Mỗi một địa phương có một nghề, quê mình An Giang này, xứ này của mình nó nghề rất là nhiều luôn quý vị. Ngày câu lưới thì nhiều hơn. Hôm nay mình sẽ đến đây mình quay cái ngày mọc này cho quý vị xem. Sao nguy hiểm hơn sao? Nó dằn ha, nãy giờ nó dằn ha. Hay là ngày một em bé trong gia đình cũng có thể làm được luôn nha quý vị và các bạn. Đầu là làm từ lúc nhỏ hay lớn đó. Nhỏ nó quay ra gai ra gai dài dài tới lớn luôn là quý vị biết là cái nghề rất cứng. Cái lỗi cây thôi.
nhiều, có thể nói là hơn phần nữa. Cũng quyết định cho nó hơn gì rồi các bạn.
sau một buổi làm xong một cái chậu nha các bạn. Cái chậu này là chiều cao là 70, là anh Nam mình từ lúc sáng tới giờ mình ở đây là một buổi, là tất nhiên là một buổi sáng nha quý vị, 4 tiếng đồng hồ sẽ hoàn thành được cái chậu. Cái chậu này là chưa có sơn BU gì hết. Nếu như mà làm xong cái chậu này á, mà mình sơn BU rồi luôn là cái chậu này nó rất là đẹp nha quý vị nè các bạn. Đó, những gia đình mà nhà mà cao cao đồ, nhà đẹp đẹp rồi là mua những cái chậu này về là rất là đẹp. Còn toàn cảnh cái chậu này là rất đẹp luôn nha quý vị nè các bạn. Đây là những đống cây. Cái chậu này là hôm nay là mình lên là anh Nam làm cái chậu nhỏ, và những cái chậu lớn là anh đã làm sẵn đây. Chậu mình chỉ là cái clip là cái chậu mà của mình đã hoàn tất. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Mình nhớ subscribe và chia sẻ để ủng hộ kinh tế An Giang nha quý vị và các bạn. Đây là nghề quê của mình đấy. Đây là cái chậu, trong đây cầm mấy đồ luôn được đó, cầm cắm bông đồ luôn, rất đẹp nha quý vị, rất là đẹp cái chậu. Vậy là hoàn tất xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.